Dạ thầy ơi. Ừ. À, em giơ tay em trả lời, em hỏi gì em? Ừ. Dạ hồi nãy có bạn Nhật, bạn chỗ bạn bị cúp điện á, bạn thoát ra không vô học được á, bạn nhờ em nhắn với thầy á thầy. À, có bạn á hả? Dạ, chỗ bạn bị cúp điện. Ừ. Rồi giờ mình tiếp mình làm cái ví dụ, trước khi làm ví dụ này nó có cái phần này ha. Phần để ý nè. Ví dụ như đây nó có một cái bể bự, bể nước chứa bự này, người ta xả một cái vòi nào đó ra à. Thì thường cái mặt ngang đây nè, đối với trường hợp này á, thì thường người ta lấy cái vận tốc ở vị trí này á, thường là bằng không à. Tại này nó bự quá cho nên cái độ tụt xuống, thì cái vận độ tụt xuống ấy, này xem như là nó rất là chậm, tại vì cái vận tốc mà ở cái bể này á, thì nó sẽ bằng độ tụt xuống chia cho thời gian thì nó ra là vận tốc. Còn đối với trường hợp này thì khi nó thoát ra thì người ta tính ở cái lưu lượng với diện tích ước à. Này là tính theo cái công thức là lưu lượng là bằng vận tốc nhân cho A. À, còn cái này thì người ta làm bằng cái delta H chia cho T. Thì cái này delta H tụt rất rất là nhỏ bé khi mà khoảng thời gian T. Do đó cái vận tốc này mình không. Ở mặt thoáng nếu này tiếp xúc với khí trời thì cái này tương đương với cái B dư bằng không à. Còn đối với cái mặt cách cc khi ra ngoài không khí thì cái vận tốc này là mình tính theo công thức này AV vòi, còn cái áp suất thì nó cũng bằng BA. Từ này mình suy ra cái B dư bằng không à. Đó là những cái chú ý mà quan tâm. Rồi nên mình làm ví dụ. Ví dụ thứ nhất, nước kênh trong hở chảy từ trên cao xuống thấp với độ sâu mặt nước và vận tốc như hình. Hãy tính độ chênh lệch độ Hãy tính chênh lệch độ cao y của đáy bỏ qua tổng thất năng lượng. Ừ. À, thì này người ta giải cái này, người ta xét cái dòng đây, cái này là có cái chip này bằng y cộng cho hai đối với cái này
có cái viết hàng bằng một. Rồi cái này là V1, này nó vận tốc trung bình là bằng 3 mét. Đây vận tốc V2 là bằng 10 mét trên dài. Cái này cân hở cho nên cái B dư 1 bằng 0. Và cái này là B dư 2 cũng bằng 0. Thì đây mình viết cái phương trình Bernoulli á, cho cái đường dòng từ vị trí 1 đến vị trí 2 á, theo cái này á, thì mình sẽ giải ra cái này phân tích ở cái khía cạnh này. Công việc nó giải đã có nè, mình dưới đây hết rồi nên mình giải ra thôi. Tiếp, nước từ bể, nước từ bể chứa được dẫn ra ngoài qua ống siphon đường kính siphon 3 cm, bỏ qua mọi mất mát năng lượng, hãy tính lưu lượng trong ống, tính áp suất tại điểm B. Rồi. Thì để tính cái lưu lượng này thì bạn về đầu tiên lưu lượng này QC thì vận tốc tại điểm C nhân cho diện tích ước. Diện tích ước thì bạn về bằng đường kính ống chia cho 4 bình phương nhân bi. Đó, với A thì là bằng bi D phương chia 4. Nên mình đổi ra đơn vị là mét vuông, 3 cm là bằng nhiêu, đổi ra bằng vuông. Và bây giờ việc còn lại là mình tính cái vận tốc C. Để tính vận tốc C thì này nó đang chuyển động, do đó chỉ có dùng cái phương trình Bernoulli để viết. Thì này viết cái đường dòng này từ điểm A đến điểm C, phương trình Bernoulli viết cho cái mặt cắt AA chuyển động từ mặt cắt AA đến mặt cắt CC. Thì đối với A ta có VA là bằng 0, BUA nó cũng ngoài không khí cho nên nó bằng 0. Và tương tự cái này là BUC cũng bằng 0. Khoảng cách từ A đến C nó là 3 mét. Tức là cái ZA trừ ZC bằng 3 mét. Do đó này mình thấy đối với vị trí A mình có bê dư này, có vận tốc này, có cái hiệu độ này. Từ đây mình sẽ viết cái phương trình mà mình tính ra được cái vận tốc C. Ở dưới đây người ta cũng giải luôn à. Thầy chỉ phân tích ra mấy cái này. Đối với điểm B, thầy cũng dựa trên cái phương trình này. Ta thấy vận tốc chạy trong điểm, chạy trong ống á là phải là đều. Vì cái diện tích ước là bằng nhau mà lưu lượng qua mặt cắt B thì nó phải bằng lưu lượng qua mặt cắt C. Do đó cái vận tốc tại điểm B bằng điểm C. VB bằng VC. ZB trừ ZC bằng 4,5. Do đó mình sẽ triệt tiêu và mình tìm ra cái áp suất tại điểm B, chắc chắn cái áp suất tại điểm B sẽ bằng âm. Tức là có cái áp suất chân không. Và chỉ có áp suất chân không ấy, nên nước ở điểm A có cái vận, có cái áp suất là bằng âm, bằng không, tức áp suất khí trời á, thì nó mới tống vào lên điểm B. Có nghĩa là nước đang đứng yên mà muốn dịch chuyển sang một điểm khác thì cái chỗ khác phải có cái áp suất âm nó mới tống vào. Công việc dễ.
Rồi đối với bài này thì này nó có ba đoạn ống dẫn nước nằm ngang, các giá trị vận tốc, áp suất, diện tích tương ứng với từng ống bỏ qua tính này. Thì cái này nó có một vào quy một. Bằng quy một. Cái này tương đương với cái V1, V2, V3, V3 là vận tốc trung bình ứng với từng cái mặt cắt. A1, A2, A3 là diện tích ước. Rồi dựa trên phương trình này. Đấy là phương trình lưu lượng. Và những cái phương trình viết cho mặt cắt 11 và 33. Và phương trình 11 và 22. Thì mình viết trong phương như này ha. Không có phương trình Bernoulli viết cho mà cách 22 và 33. Tại vì 22 33 không có một cái đường dòng nước nào nó chuyển động hết. Mình chỉ viết điều kiện đúng của cái phương trình Bernoulli là viết dọc theo đường dòng nha. Và cái này thầy cũng đã có cái số liệu giải. Bài tiếp, bài này áp kế được bố trí như hình để giúp đo lưu lượng nước qua vòi nằm ngang. Các kích thước như trên hình D1, D2 có đường kính áp kế chỉ 30. Mắc nàng qua vòi là vận tốc. Thì bài này nó nói về nhiệm vụ của nó là tính cái quy. Muốn có quy á thì có với vận tốc. Vận tốc V2 và A2. A2 thì có rồi, A2 tương ứng với D2 để mình tính này. V2 thì mình đang tìm. Hai mình tìm. Q1 thì bằng V1 nhân cho A1. Hai cái này bằng nhau. Do đó cái V2 thì bằng V1 nhân A1 chia A2. Và cái A1 thì gấp 4 lần A2. Cái này bằng 4 lần V1. Mà cái V1 á, thì ở đây người ta nói là trong ống á, là bằng V. Từ này là mình sẽ đi. Cái này mình đại diện cái ống nằm ngang mà, ống nằm ngang, cho nên cái Z2 bằng Z1, Z2 bằng Z1. Z1 có V1 là bằng V, B1 dư là bằng 30 kPa. 30 kPa có nghĩa là bằng 30 kN trên mét vuông. Rồi Z2 V2 V1 bằng V. V2 á là bằng 4 lần
V1 là bằng 4V, B2 dư bằng 0. Từ này mình sẽ sử dụng cái phương trình Bernoulli để mình viết viết cái từ vị trí 1 đến vị trí 2 nó có cái mất mát về năng lượng delta H là bằng 2 V bình phương chia cho 2 G. Đó. Đó, này mình đưa vô đây. Đó, nó có sẵn hết rồi. Đó, mình ráp gì? Mình làm. Rồi nay mình quan tâm đến cái bơm. Ở đây ví dụ cái bài tổng bơm này. Ví dụ như nhìn cái máy bơm này. Hãy tính công suất bơm trong sơ đồ hệ thống như hình. Lưu lượng bơm bằng 220 mét khối trên giờ. Tổng tổn thất cột áp trên đường ống bằng 5 mét. Nước từ đường ống phun ra khí quyển. Nước phun ra này, rồi. Cái này ta thấy cái lưu lượng bơm ta có Q trong cái này là bằng 220 mét khối trên giờ. Điều đấy cho thấy là tập hợp tất cả những cái điểm nằm trong đây trong cái đường ống này này. Nói mà cái cách á thì đều có cái lưu lượng là 220 khối trên giờ. Vì vậy đối với ứng cái này thì mình sẽ suy ra được cái V ra cái ống là bằng Q chia cho A ống. A ống có chưa? A ống có. Là phụ thuộc vào cái đường kính đường ống á 5 cm là bằng 0.05 0.05 0.05 mét. Mình tính cái diện tích đường ống tròn. Cái lưu lượng Q 220 mét khối trên giờ, cái này mình sẽ đổi ra là mét khối trên giây bằng cách mình chia cho 3600. 3600 thì nó sẽ ra mét khối trên giây. Rồi trước cái đường ống này á, thì nó có là D này, cho đó mình cũng tìm được cái lưu lượng ở trong này. Thì này để làm á, bằng cách mà làm này quế đây. Đây. Thì ta thấy đối với điểm này á, có cái vận tốc bằng zero. Điểm cái này nè. Có V1 thì bằng 0. B1 dư thì cũng bằng 0. Đối với này ta có là V2 là bằng V ống tính được. B2 dư bằng 0. Còn gì nữa? Z2 này Z1. Em mình làm gì? Z1 cộng với B1 dư gamma cộng với 1 bình phương cộng cho H bơm bằng Z2
cộng với B2 dư chia gamma cộng với B2 cộng cho delta H. Delta H đây là người ta cho bằng 5. Không. Hết. Mấy cái này đã phân tích rồi. Dít 1 trừ dít 2 bằng nhiêu? Bằng 2 mét. Không. Dít 1 trừ dít 2 thì bằng âm 2 mét. Đó. Do đó mình có thể dựa trên cái phương trình này, mấy cái dữ liệu đây mình sẽ tính toán ra. Và kết quả nó cũng đã được thể hiện ở đây. Đó. Bơm bằng đó. Đó. Mình thay vô thôi. Sẽ ra kết quả. Thì trong giờ chuyển sang tiếp trong cái tổn thất về năng lượng trong đường ống á, thì nó có hai thứ gọi là tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ. Trong cái phần tổn thất dọc đường á, là đi đường là do ma sát với thành ống, thì do thành ống nó có cái độ nhám cho nên nó ma sát. Còn đối với tổn thất cục bộ á, thì nó phụ thuộc vào cái sự thay đổi về cấu trúc van, co hẹp mở rộng, van vòi và các cái công thức tính toán thì đối với này nữa là biểu thị lên đây. Rồi hôm nay mình học tới đây mình tạm dừng nha. Vào thứ bảy tuần sau mình sẽ kiểm tra. Đó, kiểm tra buổi thứ nhất, còn hai buổi nữa. Đó, tổng. Ủa thầy.